Dạ Nam, hôm nay tiếp tục mà đã con alpha đời 202 em ơi. Rồi trước tiên là mình vô dàn áo nha em ơi, bắt dàn áo trước nha em ơi. Đó, áo trước nha em, nói chung áo liền lạc bao đẹp nha em. Áo này zin con, zin ken luôn. Rồi trước tiên là bán dàn áo đi. Dàn áo nha em, bàn thờ. Bàn thờ còn ok nha em. Còn ok. Khá đẹp nha em. Đây có trầy nhạc xíu nha. Trầy nhạc xíu đây nè. Nói chung áo dàn người còn khá đẹp như hình. Pha đèn mắt riêng nha em, pha đèn riêng. Bán áo thôi, không bán áo thôi, không có pha đèn trước sau nha. Mà nè nè, mà nè để lâu quá nó chảy keo. Giờ anh em về thay về xin keo lại gắn keo khác. Đó, ốc tán đẹp quá, ốc của ốc này đẹp quá. Ba ốc này quá đẹp luôn anh em ơi. Quá cọp. Có mà nè nha, mà nó không bể dở nè, nó chỉ bị chảy keo thôi, lâu quá rồi chảy keo đây thôi. Rồi mỗi về trước nè, mỗi về trước là có thay rồi, có thay mới rồi em ơi. Cái này zin nè, hai góc tay zin nè, cái này thay mới nè, thay mới nha, hàng zin luôn. Đó này hàng zin luôn anh em ơi, hàng zin luôn. Hàng zin nha anh em. Hàng zin nha. Mỗi về là thay rồi là hàng zin đẹp long lanh, hai ốp phụ thì zin theo xe, nó như hình khá đẹp, bận biết là có chạy nhẹ thôi thời gian thôi, rồi có nước hai đường, con test hai đường, nó một đường đây, như đường đây thôi, không ảnh hưởng gì, nó có test hai đường như hình thôi, không ảnh hưởng gì. Rồi bạn mà cái bà cổ nè, bà cổ đẹp luôn, nó bà cổ đẹp luôn đây, đẹp nha em, bà cổ này đẹp luôn. Rồi bẩn nè, chỉ test hai đường nhìn thỏi thôi, còn lại đẹp hết, ở trong đây đẹp hết luôn nè, nó keng lắm. 22 dây zin tao xe luôn, keng luôn. Nó đẹp keng luôn nha anh em ơi. Rồi cái ý mà chỗ phá nè, đẹp luôn, tem bọng còn luôn. Tem bọng còn luôn, đây là không gãy không bể luôn. Đây còn bắt nhỏ ba chỗ yên xăng, cái chỗ cái yên nè, còn nguyên xi luôn nha. Không gãy bể luôn. Nó tem bọng là bao đẹp luôn, có trầy nhãn thời gian thôi. Nó khá liền lạc, áo này khá liền lạc nha anh em ơi, khá liền lạc nha. Khá liền lạc, nó như hình. Bên trong bình xăng quá cọp luôn. Hai này còn nguyên không gãy luôn nè. Hai này còn nguyên luôn, không gãy luôn. Đây còn nước thôi, nhưng chưa có bể. Rồi đây còn nguyên nè. Mình sang quá đẹp, mình sang quá đẹp, yên zin luôn. Ủa yên này yên gì đây? Yên này yên đời 99 hả? Yên này giống quay Thái 99 vậy. Đó, áo bọn nguyên si đẹp long lanh nha anh em. Đây lâu năm quá này có buông keo thôi. Lâu năm quá buông keo thôi. Còn nguyên si không lỗi làm gì. Nó quá đẹp luôn. Tem đây đẹp keng luôn, mà đời 202 nha. VIP luôn. Lòng lạnh luôn, áo này gắn vô xe cọp hết bài luôn, gắn vô xe mười mấy 20 triệu là ngon là cành đào luôn. Áo khá đẹp, này là dính như chưa chờ rửa nè, không gãy bể gì, mà bể bên kia hai đường thôi như hình. Áo này khá keng nha anh ơi, khá keng nha, khá dậy luôn, còn cứng cáp liền lạc nha em, liền lạc nha, áo dính xe liền lạc nha. Có thay mẫu dài trước rồi có sao vậy, bán full bộ áo, không có pha đèn đồng hồ nha, không pha đèn đồng hồ, không đưa đèn luôn, chỉ là bán dần áo thôi. Đó, áo này bao cọp bao keng rồi, bán anh em mặc áo này nha em ơi, 1.3 triệu bao ship nha anh ơi, 1.3 triệu bao ship áo này nha, quá đẹp. Nó 1.3 triệu bao ship nha, áo jean tao xe dẫn xe cọp chạy luôn. Bô bọng nè, bô bọng như mới luôn nè. Bô này của Honda nè, không có chữ Goshi gì nè. Quá đẹp. Rồi ốc phục chưa phục quá trời đẹp luôn anh em ơi. Quá đẹp nha anh em, gấp bọng còn nguyên hết nè. 202 nè. Đó như hình, bánh bọng jean luôn. Đồng động jean hết luôn. Rồi như hình, bán dàn áo thôi. Rồi mình sang con zin theo xe luôn, zin chưa rửa luôn nè, dơ giấy chưa rửa luôn. Con này siêu cực kỳ im để thử đây. Im ru luôn. Nó nổi im ru luôn đây, cực kỳ im nha em, nó cực kỳ im luôn. Cực kỳ im luôn. Nó nghe cực kỳ im luôn, phê luôn. Quá đã luôn. Bình xăng này quá đã luôn. Cực kỳ im. Đó, nhĩ nhự luôn, lên ga ru luôn. Mình nhẹ nổ. Ở đây nhẹ nổ, ru luôn em ơi. 202. Xăng dư không chảy luôn nha anh em. Xăng dư là không chảy luôn. Rồi xăng dư đây. Xăng dư không chảy luôn. Đó, xăng dư là không chảy luôn. Xăng dư là không chảy luôn, vừa xăng zin theo xe luôn. Đó, đầu cổ zin hết luôn, quá đẹp, lóc bồng quá đẹp nha anh em. Đó, bên sang con như hình. Rồi. Rồi bán nha lẹ bộ sang con đi đi. Anh em về tướng làm như làm tự xử, bán sát luôn. Đó, xe nhìn chiếc chắp cọc của đó rồi. Một sơn đồ gặp nguyên xi nè. Có nguyên xi luôn nè anh em ơi. Có nguyên xi nha, lửa thì bao đẹp bao phê luôn. Lửa
22 đẹp mắt phê luôn. Đó, mới cáo luôn nè, điếm vòng được luôn. Đó, mình thể điếm vòng được luôn, nổ nè. Đó, nổ mình thể điếm vòng qua lăng được luôn. Quá trời nhỏ im rồi. Rồi bữa sang con này bán em nha, lẹ nha nè, bán lẹ luôn nha. Đó, bữa sang con này bao đọt, bao cọp, bao ngon luôn, bao xài luôn. Rồi giá sát bán lên xe luôn. Rồi 700 bao ship nha em ơi, 700 bao ship bộ bờ sân con mua e full ngọt. Bờ sân con mua e alpha D2 nha em ơi. Sang bao gắn dư nha, gắn là chạy thôi. Full well luôn. Đó, xe này khá cọp, lóc bọng nè. Như mới luôn. Đèn chưa rửa luôn nè. Gấp một sên con này thứ gì chưa nổi. Quá đã. Đó như hình nha em ơi. Rồi xe mới rửa xong. Đó, mới sửa rửa xương xương cái còn quá đẹp em ơi. Bình xăng con khá đẹp nha em. Di luôn nha. Di luôn nè, chưa rửa luôn, mới có đưa nước thôi nè. Chống sơn vàng còn luôn nè. Đó như hình. Đầu cổ quá đẹp luôn. Nó quá đẹp luôn. Ốc tán nè, zin luôn, zin keng luôn. Đây nè. Chưa dấu mỡ luôn. Nó quá đẹp luôn, ốc này quá đẹp quá mê luôn. Ốc này quá dữ mà. Ốc sao nè. Nó nắp bọng nguyên si, rồi để nhà nổ rồi, để thử coi. Mới rửa nè, mới rửa rất nhẹp luôn. Đi bài không? Nổi ru luôn đây, nổi ru luôn. Đó, quá đã luôn. Nó quá đã luôn, mà sao còn là quá tạp luôn đây. Rồi mình chuẩn bị tháo ra nha. Rồi mình sẽ báo thêm mình sẽ báo giá sau nha anh em ơi. Rồi mình đã xong rồi bộ bốn món ơi. Trước tiên là bộ bốn món nha anh em ơi. Alpha 2/2 nha anh em, 2/2. Lốc số là bao đẹp nha, lốc số là bao đẹp anh em luôn. Răng cỏ bao VIP luôn. Rồi răng cỏ bao VIP nha. Số khung số máy này hợp lệ hết anh em ơi. Rồi số khung số máy bao lệ anh em ơi. Rồi Alpha nha em, 2/2, màu xanh nha anh em. Alpha 2/2 màu xanh. Biển số là 16H7202403. Trời chín nút luôn. 16H7 nè. 2403 nè, chín nút luôn. Lốc bao đẹp nha em, số khung số máy bao hợp lệ nha. Rồi 008-4471. Rồi 008-4471. Đó, hợp lệ hết luôn. Sườn bao cực kỳ VIP nha. Sườn bao cực kỳ VIP luôn. Đó, sườn bao cực kỳ VIP, ống đồng như mới luôn. Đó, ống đồng nè, 22 nè, ống đồng như mới luôn anh em ơi. Cần thắng chống đứng nè, xe lè luôn nha. Tặng cần thắng chống đứng nha em luôn. Đó, cần thắng chống đứng nè, hàng zin luôn, cực kỳ đẹp luôn, long lanh luôn. Đó, long lanh luôn, sườn bao VIP nha, không một lỗi nhỏ luôn. Không một lỗi nhỏ luôn mày, sườn zin keng nha em, sườn zin keng. Đó, zin keng luôn. Ống đồng như mới luôn. Đó, ống đồng như mới luôn, sườn cần thắng nè. Cần thắng cực kỳ VIP nha. Cần thắng là cực kỳ VIP. Đó, như hình sườn bao là thẳng luôn nha em. Quá hiếm cái sườn luôn này. Chấm quá cái sườn quá dày luôn. Đó, như hình. Không lỗi lầm gì luôn, sườn quá đẹp. Sườn quá đẹp luôn. Rồi bộ giấy là 2 triệu bao ship em ơi. 2 triệu bao ship nha em. 2 triệu bao ship em cái sườn lốc giấy alpha 2/2 luôn. Rồi ai mua lẻ sườn bán là 1 triệu 3 bao ship thôi. Ai mua lẻ sườn nha là 1 triệu 3 bao ship. Cắt lại lấy số khung nha anh em. 1 triệu 3 bao ship nha, sườn quá VIP nha, luôn còn thắng chống đứng luôn. Còn thắng đứng này tháo ra bán của 2 bác sĩ rồi. Đó 1 triệu 3 bao ship, bán cái sườn lẻ là 1 triệu 3 bao ship luôn. Rồi bên xăng con nè. Đó vậy xin rồi cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Bên xăng con này là 2/1 nè. Đó này là 2/2, bên xăng con 2/1 nè. Đó 2/1. Đó bên xăng con 2/2 mà bên đát để 2/1. Bên xăng này siêu hiếm nha anh em, siêu hiếm luôn nha. Đó bao đẹp luôn nè. Bao đẹp luôn. Nên quạt sơn luôn nè. Còn quạt sơn luôn nè. Rồi bán kiểm tra sẵn luôn, giữ sẵn luôn, như hình luôn. Rồi, kiểm tra bên trong luôn, sạch sẽ luôn. Nó sạch sẽ luôn nha mày, bông tu rồi chưa đóng nha em. Đó bông tu rồi chưa đóng nha. Bông tu chưa đóng luôn. Đó. Phao đốt zin luôn nè, bông tu rồi chưa đóng luôn. Đó như hình quá đẹp quá keng luôn, như hình luôn. Cực kỳ VIP luôn mình sang này luôn. Đó như hình, kiểm tra gì sẵn cho em luôn, bán đại bán luôn như hình luôn. Đó anh em gì chỉ là gắn lại chạy thôi. Đó quá đẹp luôn, cái ga còn đẹp long lanh luôn anh em ơi. Cái ga còn khá đẹp luôn nha anh em. Rồi cái ga nè, còn cực kỳ đẹp luôn. Đó như hình. Cực kỳ đẹp luôn. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Giá này không mua gì anh em ơi, bộ xăng này quá kẹt quá keng nha anh em. Đó vệ sinh sẵn luôn, gắn lại chạy thôi. Anh em muốn ngon nữa thì vệ sinh mấy cái bông tu lại là chạy thôi. Vỗ vệ sinh mấy cái lắc lè là lắc lơ đó. Mấy cái này chính là phụ nha anh em ơi. Tại vì chưa vệ sinh, mới vệ sinh sơ sơ bên ngoài với bên trong thôi. Bên trong chưa vệ sinh luôn, mới tháo luôn á. Mới vệ sinh bên ngoài thôi, bên trong chưa vệ sinh thứ gì luôn. Anh em về tháo cái đốt phụ đốt chính ra vệ sinh là chạy là ok liền. Đó chỉ có vệ sinh bên ngoài với lại xịt sơ sơ bên ngoài thôi. Bên trong chưa vệ sinh luôn. Bên trong chỉ là tháo rồi mới tháo ra thôi. Đó như hình, quá đẹp. Quá đẹp. Gì nè, đời 2/2 với lại được trước mới có nè. Còn 2/3 thì nó chữ hai chữ nha. 2/2 thì có một chữ T chính giữa thôi. Áo nè, áo này cực kỳ VIP nha anh em. Áo này cực kỳ VIP luôn, áo nè. 2/2 nè. Đó 2/2 nè. 2/2 nè. Đó 2/2 luôn, đúng 2/2 luôn nè. Mà này không gãy bách nào luôn.
bát bọng nguyên si luôn, không gãy luôn. Đó, không gãy luôn, cực kỳ đẹp luôn, quá trời cái bao cổ quá trời đẹp luôn. Rồi bác xe này không biết sao mà hai cái ốp phụ em ơi. Hàng zin có hình pha mà hai cái phụ mà 2 đến 2 ngàn mới ghê chứ. Đó 2 ngàn mới, 2 ngàn nha năm. Hai ốp phụ này là 2 ngàn nè. Nói hình nè, KVA nè. Đó hai là 2 ngàn, hai phụ là 2 ngàn nè. Đó, không biết sao là 2 ngàn luôn. Mà này là ốp zin chứ không phải là ốp Thái nữa. Ốp zin mà là 2 ngàn chứ. Không gãy bát nào luôn, bát bọng nguyên si luôn nè. Nguyên si luôn, không gãy luôn. Đúng đẹp. À, đúng đẹp. Rồi cái ốp ngay chỗ khóa nè. KV nè. Đó, KV nè, KVA nè, nó đầy đủ hai bên luôn. Đây móc còn gãy xíu nè, như hình nè. Đây đúng đời đắt nè, đời 2000 nè. Này 98 96 đến 2000 luôn à. 96 đến 2002 luôn à. Này không biết hiểu sao luôn, như hình nha anh em, hàng zin theo xe nha. Bao zin, quá đời đẹp, quá đẹp. Rồi bao lửa 3202, nó bao ken luôn, bên ngoài là bao ken. Khá đẹp luôn, bao ken, có đốm đốm nhoi, nước vô đốm đốm thôi. Đó đời 22 nè. Đời đắt 22 nè. Thường nó in ở trong đây, thường nó in ở trong 22 đây, mà này là 2 ấy hoài. Đắt in hoài luôn, giống như đời Thái vậy em ơi. Rồi dễ đề với đề nha, dây đề zin nha em ơi, zin nè. Đó đúng zin, bao đúng zin nha. Không gọn luôn nè. Mặt này không gọn luôn, sọc sọc còn quá trời luôn. Sọc sọc dọc còn quá trời luôn, không gọn cái nào luôn. Ốc tán zin hết chưa đụng chạm luôn. Ốc tán zin hết luôn. Chưa đụng chạm. Bên trong là siêu đẹp luôn. Đó, siêu đẹp luôn anh em. Siêu đẹp siêu VIP luôn. Quá đẹp luôn. Rồi phụ lửa nè, lửa 202 nè, đại đầu nè. Là có hình ngôi sao ba cánh nè, giống như phu một nè. Đó, hình ngôi sao ba cánh nè, giống như phu một nè mày. Đó, giống như phu một nha, đại Thái nè, giống như phu một nữa đó. Đó, hình nè, đây nè. Còn khá đẹp luôn. Từ bọng VC dây cộng mềm xèo luôn nha mày. Dây cộng mềm xèo nha. Đại 22 lửa là bao gọi mạnh bao phê nha. Đó, bao mạnh bao phê. Ốc tán đầy đủ, nắp chặn nhớt luôn cho anh em luôn. Nắp chặn nhớt đầy đủ luôn nha anh em. Nắp chặn nhớt đầy đủ danh luôn. Đó, như hình, nguyên bộ để bán anh em. Bán rồi anh em về thì các xe là bao phê liền nha mày. Đó quý bộ nha. Rồi quý bộ này Alpha 22. Rồi 700 bao ship cho em ơi. 700 bao ship 22 nha. Bao cọp bao đẹp luôn. Đó 700 bao ship. Đó mấy cái đời sau là không quăng lửa không bằng nha. Đời này lửa Thái luôn. Đồng Thái đẹp long lanh luôn. Đó 700 bao ship. Bán bộ điện nè. Cục IC nè. IC 22 nè. Silicon nè. Đó là T2.3 nè. Là tháng 3 năm 22 nè. Đó T2.3 nha anh em. Bao đẹp nha anh em. Đó hình là đời Thái nha. Silicon. Đúng là Thái, cục sạc nè, còn cục chớp nè, cục chớp hình in chữ tàu, chữ Nhật nè. Đó như hình nè. Rồi cục lại đề nè, đề đề nè. Đó như hình đúng mã luôn nha anh em, trùng mã luôn. Đó, đề nha. Anh em không biết nói Trung Quốc. Rồi cục sạc nè, cục sạc 2.4 nè, đó 2.4. Rồi cục mobile nè, lửa này khỏi chê nha, lửa này vô là xe nóng đạnh luôn, bao mạnh luôn. Đó như hình. Cục mobile nè, đó cục pin khét lẹ luôn nha anh em. Lửa này lửa giật cái đứt đáy năng quần nha anh em. Chụp ly này lô nha. Rồi bán bộ điện như hình nè, IC nè, mobile nè, cục sạc, cục chớp rồi lại đây nè. Nó bao anh em zin theo xe luôn. Lửa này vô anh em chạy vô là trái nhà luôn, lên ga là chạy thôi. Bao mạnh luôn. Rồi bộ nguyên bộ này 400 đô ship nha em ơi. 400 đô ship nha anh em. Bộ này dán vô y bài nha. 400 đô ship. Anh em nó không biết nói đồ Trung Quốc. Anh em biết nói đồ Trung Quốc 22 gì vậy em ơi. Rồi cái lốc bơm. Lốc bơm cực kỳ đẹp luôn. Lốc bơm là cực kỳ đẹp nha anh em. Sáng giới luôn, ốc tán nè. Bao đẹp nha. Ốc tán nè, nó ốc tán cực kỳ VIP luôn. 22 anh em chạy tí chạy tới chết luôn, bao đẹp luôn. Nó vậy cui nha, nặng hơn đời thường em ơi, nặng hơn mấy đời sau nha anh em. Rồi ốc là siêu đẹp nha, ốc là siêu đẹp luôn. Ốc là siêu đẹp luôn nè, nó siêu đẹp luôn. Bán rẻ luôn, thường bán 300 bao ship này bán em là rẻ luôn. 200 đồng một ship thôi, cái lốc bơm nhất rồi Alpha 22. Có bao dày bao nặng luôn. 200 đồng bao ship thôi anh em ơi. Rồi cái đầu bộ luôn, đầu bộ 22 luôn, HVN-4 luôn. Đó bao nè nè, ron này chưa mở nha. Bao anh em nắp bốn lỗ chưa mở luôn. Cực kỳ đẹp luôn nha anh em, cực kỳ đẹp nha. Chảo zin đẹp luôn nè. Đó giờ nè, cực kỳ đẹp luôn. Đó, mới đất đầu luôn. Ốc tán này đủ nha anh em. Bao lỗi nha, bao không lỗi. Gắn chạy siêu im luôn. Ốc cò là chưa mở luôn mà, ốc cò chưa mở luôn, chưa chín cò luôn. Rồi bao đây là nắp cánh bướm là chưa mở nè. Nắp cánh bướm chưa mở, nắp cò chưa mở luôn, nắp bốn lỗ là chưa mở luôn. Siêu im luôn. Đó đời 22 luôn. Sim luôn HVN-4 nha anh em. Đó, bao đẹp bao ken, nắp bọng đầy đủ luôn. Đó, chưa rửa luôn nè, mới sao vậy để móc meo nè. Để vậy đi. Chưa giấu rửa, chưa có xịt dầu, chưa rửa luôn. Tháo ra sao để vậy luôn. Đó, siêu đẹp luôn. Rồi nắp tròn nè. Đó, nhớt vậy biết cắt chất lượng ở nào rồi. Bao đẹp, ốc tán nè. Ốc tán đẹp luôn, số 10 luôn. Đó như hình. Cam còn tất nhiên là phải bao đẹp rồi. Rồi cái lồng luôn. Đó lồng nè, lồng 22 nè. Rồi mặt giống nè. Mà giống còn đẹp len keng luôn. Nó mặt giống đẹp len keng luôn nha em ơi. 2 đến 2 nha, xe này xe cọp.
Đó, mặt giống đẹp len keng, trái bao đẹp luôn. Rồi trái bê tông nè, nhìn vậy cũng hiểu rồi, chất lượng rồi. Nó sọc ngang nè. Đó, sọc ngang là nguyên si, sọc ngang còn khá đẹp luôn. Sọc ngang khá đẹp luôn nè, sọc ngang nè, khá đẹp ok luôn. Trái zin nè anh em ơi. KFP nè. ART nè. Đó, hình mặt dưới nè. Đó, mặt dưới nè, sọc ngang nè, nguyên si luôn. Bao không khối luôn, nó sọc ngang nè. Sọc ngang nè, mặt dưới nè. Sọc ngang như mới luôn mà. Nó sọc ngang là như mới luôn. Nó như mới luôn anh em ơi. Như mới nha anh em. Lòng là bao không xước nha. Lòng mặt giống còn quá khá đẹp luôn. Mặt giống là còn quá đẹp luôn. Như hình luôn. Nó gắn này chạy thôi, không lỗi lầm. Này gắn vô là bao phê liền. Mặt giống nè, nó như mới luôn. Rồi đầu lòng Alpha 22 này bán em rẻ thôi. Đó như hình nha anh em ơi, đầu lòng Alpha 22 nha, 1 triệu 9 bao ship nha anh em ơi. Gắn này chạy thôi, đầy đủ quá. Đầy đủ ron, đầy đủ nha anh em, ron đầy đủ nha. Ron đầy đủ nè, ron đầy đủ, ron thiết đầy đủ nè. Rồi xin đề nè, lọc xin cam nè, xin cam là zin luôn. Xin cam zin đi đi luôn. Lọc xin cam là zin luôn. Rồi cái bánh lồng nè. Bánh lồng nè. Bánh lồng zin luôn, bánh tăng zin luôn. Bánh lồng bánh tăng zin luôn. Ốc nó lồng đầy đủ luôn. Đó như hình. Rồi cái zin. Cái zin 2/2. 2 là cốt là cực kỳ vip luôn. Đó, như hình nè, mới rã ra mới cáo luôn. Cực kỳ vip luôn, hai đầu cốt nè, như mới luôn anh em ơi, như mới luôn nha anh em. Như mới luôn. Tay nè, hình như là không có rơ luôn á, không có lắc luôn á. Còn im ru luôn anh em ơi. Im ru nha anh em, bỏ không im ru đâu nha anh em, im ru luôn nha. Gắn là chạy thôi, như hình. Khá keng luôn. Đó, như mới luôn, không khác gì mới luôn. Rồi cái dây này. Nó mã số A nè, mã tên Thái nè, số mã A nè, nó như hình là mã A nè. Nó mã A đợt 2/2 mã A nhỏ nè. Rồi hình như là không rơ ngang tay nè, hình như không rơ ngang luôn, bà đạn nè, không lắc không rơ gì luôn, như hình gắn là chạy thôi. Anh em nhận hàng kiểm tra thoải mái, nhận hàng ok thì nhận nha mấy. Nó im ru nè, không kêu không gào vậy luôn nè. Ra bán anh em đi để chạy luôn. Rồi cái Alpha 22 luôn, 600 bao ship nha mấy, 600 bao ship nha anh em. Gắn là chạy thôi, bao phê luôn. Rồi bỏ ốc đầu nè, ốc đầu là chưa em chị bao này, chưa đụng chạm, chưa rửa ráy luôn nè. Nó VC luôn nè, còn quẹt sơn luôn. Nó còn quẹt sơn luôn nè, bao đẹp luôn. Đó, bao đẹp luôn. Ốc đầu này em ơi, không mấp méo em ơi, chưa rửa ráy nha, chưa vệ sinh luôn, chưa có ai ngâm dầu chưa rớt gì, mới có ráo là thôi. Bao đẹp bao keng nha. Lấy này anh em gắn cho Alpha quay Thái đầu hay là Zedit hơi bại luôn. Đó mấy ốc này, ốc này gắn cho rim Thái nè, anh quay Thái hết bại luôn. Coi như bán ốc tặng đũa đi. Đó, ốc này cực kỳ đẹp nha anh em, cực kỳ vip nha anh em. Nó cực kỳ vip nha, chống sơn còn luôn nè. Rồi chống sơn còn luôn. Rồi 200 bao ship bộ đũa đầu Alpha 22 nha em ơi, 200 bao ship nha. Rồi cục đề Alpha 22, nó như hình đời hình này để lâu không chạy nó bị te xét em ơi, sen xét anh em, về chà rửa ra thêm. Như hình. Đó hình 22 đúng 22 nha. Bao im bao xài luôn. Im ru em ơi, im ru nha anh em. Im ru à. Ốc tán còn đẹp nè, khá đẹp nè, như hình. Rồi bán anh em cái cục đề này thôi, 200 bao ship thôi anh em ơi, gắn này chạy thôi. Đó gắn này chạy nha, rẻ hơn Trung Quốc nữa, mà để chạy ngon Trung Quốc nhiều nha anh em, 22 nha, lỗi dài nha anh em. Đúng đời 22 nha. Đề im ru à, nãy có thử rồi, đề em ru luôn. Rồi cái một số luôn, một số cực kỳ vip luôn. Đó cốt nhông nè, cốt tải nè, 9900 luôn. Cốt tải nè. Nó gắn cho rim Thái hết bài luôn, gắn cho rim Thái, đầu súp bè, đầu anh quay Thái 110 trăm rồi hết bài luôn. Đó như hình nha, cốt nhông 9900 luôn. 9900 luôn, quá đẹp quá keng luôn, sọc xước nè. Sọc sới 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 luôn anh em ơi. Có sới luôn nha anh em, xe cọp có sới luôn. Đó có sới luôn. Đó có hở sới luôn anh em, quá đẹp. Đó một số có sới luôn nè. Rồi qua động cốc này nè. Rồi số 1 số 2 nè. Cực kỳ vip nha anh em. Đó nhìn nè, sọc sới luôn mà. Sọc mà nó có sọc xéo mà thật, sọc có sới 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 luôn. Không nhâm không rõ gì luôn nè, cực kỳ đẹp, cực kỳ vip. Đó cực kỳ vip. Rồi số 4 nè. Đó số 4 nè, sọc xiết y nguyên luôn nè anh em ơi. Đó sọc xiết y nguyên luôn nha anh em. Cực kỳ đẹp nha, không nhâm không rõ luôn, không nhâm không rõ nguyên năng đâu luôn. Nhìn nè cái sọc sới nè. Sọc quá trời sọc luôn. Bao hú bao xài luôn. Đó một số được cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp cho anh em ơi. Không nhâm không rõ gì nha. Không nhau không rõ gì. Rồi càng heo thì khỏi nói rồi, càng heo thì không có dấu gì luôn. Càng heo này cái sọc nè. Đó, sọc này chưa có thấy dấu cạ sọc rồi luôn. Rồi như hình nè. Không có dấu cạ luôn anh em ơi, sọc nguyên như mới luôn mà. Nó gắn này gắn sẽ cọp hết bài luôn nè, sọc nè, không có dấu cạ luôn nha anh em, không dấu cạ dấu khuyết gì luôn. Càng heo bao đẹp bao dữ bao xài luôn. Rồi cốc đạp nè, cốc đạp như phun một nha. Cốc đạp là như phun một nha anh em. Đó, cốc đạp là như phun một luôn. Cốc đạp nè, cốc dù nè, như phun một, không khác gì phun một. Đó bao đẹp. Rồi cốc số luôn.
cốc số luôn, cực kỳ đẹp nha, cực đẹp, ngay băng nha, còn ngay băng nha, cốc số ngay băng luôn nha, cực kỳ đẹp luôn nha, chưa rửa luôn nha, cực kỳ đẹp luôn, như hình, rồi cực kỳ đẹp luôn. Rồi bộ số này bán bao đẹp nha em ơi, bao đẹp nha em, 700 bao ship nha, bộ số pha 202, bao đẹp luôn, chạy cỡ chục 30 năm nữa, về em chạy chục 30 năm nữa mới hư lận. Đó, 700 bao ship, bộ số này cực kỳ đẹp. Rồi cái pha đèn, đó pha đèn zin theo xe nha, cực kỳ đẹp luôn, nó không răng luôn nè, cực kỳ đẹp luôn, bóng zin luôn, hồi lộn hộp bóng zin nha, bóng hộp bóng bóng bao zin nha mày, lộn, bóng này còn sáng ok nha, đó zin nè, pha đèn zin với lộn, dây cột zin không cắt nối nha năm, dây cột zin không cắt nối nha, có đầy đủ hai mắt kẹp luôn, nó đủ hai mắt kẹp luôn như hình luôn, tay hơi mẻ miếng nè, rồi anh em về lấy kem sắt chấm lại mày, nói như hình nha, hơi mẻ miếng, về lấy kem sắt chấm lại là xài bình thường, vivo nha năm, đó, về lấy kem sắt chấm lại miếng, này hơi gãy nè, hơi nhức. Cho sắt chấm lại là chạy ok liền. Đèn này bao gom bao pha nha. Đó bao gom chứ không phải đèn mới nha mày. Đèn mới thì nó sáng thôi, nó không có gom. Này là bao gom luôn. Đó, đẹp đăng keng luôn. Rồi cái đuôi đèn luôn, đuôi đèn hai ốc kệ ốc luôn nè, ốc tán đủ nè, lông đợi luôn. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Đó, vip luôn. Đó, hơi chạy anh em về bát ra thôi. Đó, bát ra đẹp liền đó mày. Nó chạy đẹp liền. Không nói lầm nha, không nứt bể luôn. Đó, dây cậu là đẹp len keng sao beng luôn, như hình. Rồi cái bộ này bán là rồi 200 đồng ship em ơi, 200 đồng ship nha, đáng lẽ 300 mà mẻ miếng đó thôi, bán em mà 200 đồng ship thôi. Rồi bộ nồi 2x2 tua tam giác cực kỳ vip, cực kỳ đẹp. Đó, cực kỳ đẹp nè. Cực kỳ đẹp nha, đó tua tam giác nè, cực kỳ đẹp nha anh em. Rồi sọc siết nè. Đó, như mới luôn anh em ơi. Như mới luôn mày, như mới luôn nha anh em. Đó, như mới luôn nha anh em, không có gì mới nha, không khác gì mới luôn. Nó như hình. Không khác gì mới luôn. Đó, quá đã luôn. Sọc siết nè, em mà nhìn sọc nè. Anh em chơi xe nhìn sọc nè, không khác gì mới luôn nha anh em. Đó, không gì hú nha, nồi này không gì hú được anh em ơi. Không gì hú được nha anh em. Đó như hình. Nồi này không gì hú được. Đó nhìn sọc siết nè, như mới luôn. Đó nhìn sọc siết nè, quá trời luôn, như mới luôn. Sọc mà vậy mà nó về cọm luôn mấy, về cọm số quái luôn. Đó về cọm mà số quái luôn nè. Về cọm mà số quái luôn. Có sao có vậy, không gì hú được. Không gì hú được. Đó nồi này không vô được nha. Mà trên xe test thì có gió nhẹ, có sao vậy? Trên xe test có gió nhẹ, có sao vậy em ơi? Có sao vậy nha? Hú, không hú mà có gió nhẹ. Nồi này là đáng lẽ vậy em nói không hú anh em cũng tin. Nồi này quá là đẹp nè, nhìn là sọc nè. Nó sọc nó như mới luôn mà anh em. Anh em chơi xe hơi biết cái này anh em. Sọc siết vậy không hú được nha anh em. Mà có gió nhẹ thì nó gió nhẹ. Rồi, chuông nè, chuông thì bao anh em chạy. Chuông chạy là 30 năm nữa chưa mòn. Đó, chuông chạy là 30 năm nữa chưa mòn. Bao em nào là 30 năm nữa chưa mòn, từ khi chết thuốc lỗ luôn chưa mòn luôn. Từ khi đừng có dán, đừng có vớt thôi, để chạy đừng có dán, đừng có vớt bố cước thôi. Đó, bố nè, bố đẹp long lanh luôn. Đó, bố như mới luôn mà. Long lanh dày côi luôn nè. Bố zin theo xe luôn. Đó, zin theo xe luôn, dày côi luôn. Đó, dày côi luôn. Còn dày côi luôn nha em ơi. Có sao vậy nha, nồi này có gió nhẹ thì nó gió nhẹ thôi, không hú mà có gió nhẹ. Nồi này cực vip nha. Nồi này em nói anh em không tôi không hú cũng tin nữa. Nồi này sọc quá là sọc mà. Sọc mà như mới luôn mà. Sọc sọc răng mà nhau hú như mới luôn. Đó, bố bọng dày cui nha em. Còn dày cui khá dày nha em ơi. Khá dày nha, bố này cực kỳ đẹp. Rồi chuồng heo nè, chuồng heo là cực kỳ đỉnh luôn. Cực kỳ đỉnh luôn, có siêu vip luôn. Đó, siêu vip luôn. Đợi 2x2 nè. 2x2 nè. Ốc tán nè, chưa dấu chạm nha. Anh em thấy chạm nội tặng luôn. Còn có lò dấu sẵn ốp vô chạy thôi, như hình. Rồi chuồng heo nè, không lúng luôn. Nhìn, anh em nhận hàng lúng khỏi nhận. Nhận hàng nha, lúng khỏi nhận. Đó, nó phản lì đẹp lan keng như mới luôn mà không biết sao tại nó có gió nhẹ không biết nữa. Không hiểu sao em ơi, nồi không hiểu sao nha, có sao vậy, nồi giờ anh nói không hú anh cũng tin. Đó, hình nồi đã bán 2 triệu cũng tin, nồi này sao hú được. Không hiểu sao mà nó có gió nhẹ thôi, có sao vậy, hay là tại nó im quá rồi, nó gió nhẹ em ơi. Xe này im cực kỳ im luôn mà. Đó, như hình. Ốc tán nè, cực kỳ vip, cực đẹp luôn. Không, em mà chuông là không, chuông heo là không lúng, không gợn gì luôn nè. Đó, như hình, bao đẹp, bao keng luôn. Đó, có gió nhẹ thì nó gió nhẹ thôi. Gió nhẹ thôi, gió rất là nhẹ nha em ơi. Phải ốc tán này đủ nha em. Nồi này bao năm chạy luôn, 30 năm nữa nó chưa hư nữa. Từ khi đừng có dán vô, đừng vớt rồi, đừng có dán, đừng vớt. Dán vô tốt thôi, đừng bố hãng thôi, đừng có dán bố cước. Đó, bao nồi bao chuông chạy chục 30 năm nữa nó chưa mòn, chưa lúng luôn. Nồi này cực kỳ vip luôn mà có gió nhẹ ổn quá. Rồi bán 1 triệu bao ship nha em ơi. 1 triệu bao ship nha anh em, 1 triệu bao ship cho anh em luôn. Đó, 1 triệu bao ship. Có sao vậy, nồi này dán em mà chạy tới chết. Cái bản đời chưa hư luôn. Đó, có vô rất là nhẹ nha em ơi. Có vô rất là nhẹ nha anh em ơi. Đó, nồi này giờ bán em nó nói giờ không vô là cũng tin luôn, thiệt luôn. Nồi này không gì hú được. Mà gió nhẹ, nó gió nhẹ thôi. Tại là xe im quá nên không có gì phát ra, nên nó phát tiếng gió nha mày. Rồi cái bộ bao bì chính nồi nha.
chấm sơn còn nguyên si luôn nè, đó như hình nè, bao đẹp bao ken luôn, cái này được cực kỳ vip luôn nha em ơi, quá quá mướt nha em, nhìn quá mướt luôn nha em, nó quá mướt nha em ơi, rồi như hình nha, cực kỳ đẹp, rồi 130 bao ship luôn, 130 bao ship bỏ em một chiếc nồi này luôn, quá đẹp luôn, xuất sắc luôn, rồi bỏ ba nắp nha em, bỏ nắp nha em, nắp lửa nè, nắp lửa là mới có lao thôi, cực kỳ đẹp nha em, sơn zin nha, bao đếm đủ sơn zin, cực kỳ đẹp luôn, nó dán cho quay thái hết bài luôn, bên trong là bao đẹp luôn nè, dán qua thái là hết bài nha em ơi, đó như hình nha, sơn zin đẹp ken luôn, còn khá đẹp ok luôn, dán qua thái là hết lần luôn, rồi đuôi cá luôn, đuôi cá luôn nè, nước sơn còn đẹp lên ken nha, đây dính chưa chà ra, rồi như hình, coi như bán lại anh em về vệ sinh là chạy thôi, nắp là còn khá đẹp nha em, khá đẹp nha, nắp đuôi cá nè, dán vô quay thái cho mười hết bài luôn, khỏi cần làm gì luôn, rồi tặng em cái nắp chụp luôn. Nắp chụp này giống như quay thái 110 2000 110 99 2000 luôn, giống như quay thái luôn anh ơi, không lỗi lầm nha anh ơi, gắn vô úp ai biết là alpha đâu đó, cái nắp này nè giờ bán 2-3 xị úp vô ai biết là alpha đâu, thật sự là alpha, giống như quay thái 910 mà y chang nha anh em, rồi nắp nồi luôn đó, nắp nồi luôn ok luôn, khá đẹp luôn anh ơi, sơn còn khá đẹp nha anh ơi, đây hơi nhiễu thôi, hơi chảy nhớt nên để nghiêng anh ơi, đó đây nắp đầu ok nha, đây hơi tróc sơn miếng thôi đó, mặt thì khá đẹp đó, khá đẹp nha anh em ơi, khá đẹp nha anh em, khá đẹp khá vip nha em, rồi bộ nắp này luôn gắn cho quay thái cho 10 hết bài ngay bon luôn, nó không khác gì luôn, nhớt nhè nhiễu cái nhớt chảy quá, rồi bán bộ nắp này luôn về gắn nó chạy thôi, rồi như hình cực kỳ đẹp nha em ơi, 700 bao ship nha em ơi, 700 bao ship nha, giờ cái nắp kia giờ bán hết 250 rồi, con nắp này cần giấy này dễ rẻ rồi em ơi, đó ai mua lẻ nắp thì 250 nha, ai mua lẻ nắp tròn thì 250 bao ship, còn bán bưu bộ là 700 bao ship nha. Rồi cái bát yên nè em ơi, bát yên nha em ơi, đầy đủ nha em ơi. Hai này không mòn luôn nè, lâu lắm mới thấy được cái bát yên pha đẹp cỡ này. Rồi bát yên pha nè. Đó, hai này nó không mòn luôn, hai bát còn hiểm nè. Nó không mòn không khuyết luôn. Rồi không mòn không khuyết gì luôn nè, đầy đủ à. Ốc tán đầy đủ luôn em ơi. Có luôn cái bát chữ A, bát cái chỗ cái phun xăng nè, như hình nè. Cực kỳ đẹp nha em, cực kỳ đẹp nha. Đó này cực kỳ đẹp luôn. Sơn như hình thôi. Đó cực kỳ đẹp luôn. Hai còn trong hai này nó không mòn luôn nè. Thường thường cái này nó mòn hết rồi, này nó không mòn luôn, nó dày cui luôn, dày cộm luôn. Rồi bát yên pha luôn. Đó như hình, gắn là chạy thôi. 200 bao ship cho bác Yên Alpha em ơi, 200 bao ship nha, đầy đủ đồ luôn, gắn chạy thôi, 200 bao ship. Rồi bộ ốc Alpha luôn, nó ốc cực kỳ đẹp luôn, bát nạ nè, đây nè đẹp như mới luôn nha em, bát nạ đẹp như mới nha, nó bát nạ như mới luôn nè, rồi bát yên nè, bát khoai yên nè, bướm yên nè, cực kỳ đẹp luôn, nó cực kỳ đẹp luôn, này là bán cái này không có 200 ngàn nè, 200 ngàn nè, nó 200 ngàn nè, bát lồng nè, cực kỳ đẹp nè, nó gần 100 ngàn là 300 ngàn nè, rồi hai cúc treo máy nè. Hai cốt treo máy nè, hai con máy cực kỳ ken nè, nó dạng khè dạng ính luôn, 100 ngàn nè, này ba này như hình nè, 200 300 nè, cặp này 100 ngàn 400 nè, rồi cặp cốt treo mặt cốt trước đón sau nè, đó báo ken nè, ốc tán nè, cực kỳ đẹp luôn, đây ốc nè, như mới luôn anh em ơi, đó như mới luôn nha anh em, như mới luôn nha, đó như hình nè, cặp cốt nè, rồi cốt trước nè, đầy đủ nè, như mới luôn, cực kỳ đẹp luôn, gắn xe giật cọp chạy luôn. Đó giờ cốt ba cốt gấp nè. Cốt gấp như mới luôn mà. Đó như hình giờ cặp cái bộ cốt này bán hết 300 ngàn nè. Đó, hai cốt gấp hợp hai cục bánh cốt gấp 300 này 700 rồi nè. Báo số nè. Báo số đẹp như mới luôn. Đó, báo số đẹp như mới luôn nè, báo số nè, không có lỗi lầm gì luôn nè. Rồi báo số nè, ốc tán nè, ốc tán cực kỳ đẹp luôn. Ốc tán nè, sơn bọng nè, tại le que nè, đó. Cốt ốc cốt gấp nè. Ốc mái nè. Đó, long lanh luôn, cực kỳ đẹp luôn. Ốc có ốc bốn ốc ấy nè, bốn ốc gì ta, bốn ốc bắt gắt máy nè, cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ vip luôn, mất tiêu rồi. Ốc dù nè, ốc bánh nè, ốc gấp ốc chỗ cái phuộc sau nè, nó như hình nè, ốc cực kỳ nè, cái con ốc hay bắt cái chỗ cái má đùm nè, đó cực kỳ ken luôn, ốc tán đầy đủ nha mày, đầy đủ hết luôn, mất tiêu ốc kia nè, rồi cái bát sang con nè. Có đầy đủ nè, bốn ốc bắt gác máy nè, đầy đủ luôn nè, có cái lông đền chống trượt luôn, nó như hình luôn, ốc phá trước sau tạo luôn, còn mới cáo luôn, xài ok luôn, nó đầy đủ luôn, tính ra nãy giờ tính ra có 1 triệu rồi đó. Rồi ba ốc nè, ba ốc này giờ bán 150 nè, nó ốc nè, ốc là cực kỳ đẹp luôn, nó ốc cực kỳ đẹp luôn nè, nó cực kỳ đẹp luôn, ba ốc với ba khâu nè, với ba con tán nè, nó ba ốc với ba khâu nè, như hình nè, nó như hình, ốc này bán rẻ nên xài chơi luôn. Rồi ốc này cực kỳ đẹp nha em ơi, 600 bao ship nha em ơi, 600 bao ship nha anh em, ốc này cực kỳ vip nha, cực kỳ vip luôn, 600 bao ship, đó về gắn này chạy thôi, gắn xe cọp chạy hết bài luôn, bỏ cần oxy lại, đó 600 bao ship, rồi tiền nào có đó đừng so sánh với ốc loại 200-300 ngàn nha em ơi,
Rồi bộ nhông nhông dễ, cùi dễ em ơi, cùi dễ nha anh em ơi, cùi dễ nó bao đẹp nha anh em, bao VIP luôn nha anh em. Dễ mới thay luôn nè. Đầy đủ nhông dễ nha, tại vì quay thôi. Đầy đủ nhông dễ luôn. Ốc tán là cực kỳ đẹp nha anh em. Ốc tán là cực kỳ đẹp luôn nè, chấm sơn xanh còn nguyên si luôn. Đó như hình nè, cùi dễ nè. Đó cực kỳ đẹp nha anh, cực kỳ đẹp nha. Ốc tán là xanh lè nét nè. Đó ốc chỉ cực VIP nha anh em. Ốc tán đẹp long lanh nha. Đó như hình nè. Đó ốc tán nhẹ nhàng luôn. Nó cực kỳ VIP luôn. Cực kỳ VIP luôn nè, nó quay nhẹ nhàng luôn, quá đẹp luôn. Ốc tán ông chỉ di luôn. Ốc còn chấm sơn xanh luôn mà. Nó bao đẹp nha. Ông bộ dễ là bao mới luôn. Này còn mới phải 80-90% luôn, cực kỳ đẹp luôn. Đó cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Bao zin nha anh em, bao zin hết luôn. Ông chỉ nè, về chạy thôi. Rồi bộ này 200 đồng ship nha anh em. 200 đồng ship nha. Gắn được cho đêm Thái luôn nha anh em. Gắn được cho Super nha, đêm Thái luôn, Thái 100 luôn. Alpha đầy đủ luôn, cái đội Alpha các đội từ 2025 luôn. Đó, gắn được đêm Thái luôn nè. Thái 110 luôn, lộn Thái 100 luôn. Đó như hình. Rồi 200 đồng ship nha anh em, 200 đồng ship đầy đủ nhông dĩa luôn. Rồi cái bộ 202 luôn. 202 theo xe luôn nè. Đó. Rồi bao kẹp bao keng luôn, mặt tiền nè, cực kỳ đẹp nha. Mặt tiền là cực kỳ VIP luôn nha. Mặt tiền là cực kỳ VIP nha. Bao VIP bao keng luôn. Đó bao keng luôn. Cực kỳ VIP luôn. Đó, quá dữ luôn. Đích bô nè, bao đẹp luôn. Đó đích bô bao đẹp luôn anh em ơi. Đó giờ hết nha anh em. Không lủng không liếc gì anh em ơi, cỏ bô zin luôn nha. Cỏ bô zin nè, zin từ đầu tới đuôi luôn. Đó, từ đầu đuôi luôn. Trên đây có hàng miếng thôi. Trên hàng đây miếng thôi, xe bình thường. Không ảnh hưởng gì. Trên đây có hàng miếng thôi. Đó như hình. Có bô zin từ đầu đến đít luôn. Mặt dưới là bao đẹp, bao phê luôn. Đó mặt tiền là bao cực kỳ đẹp luôn. Bô nổ tiếng bao tiếng zin luôn nha. Đúng đời 2-2 nha em ơi. Đời 2-2 nha anh em. Đời 2-2 nha. Rồi cái bô này cực kỳ đẹp nha. Quá đẹp cái bô luôn rồi. Lâu lắm mới được cái bô đẹp cái này em ơi. Chữ Honda thôi, không có chữ Goxi nha em ơi. Chữ Honda thôi nha anh em. Đó quá đẹp luôn. Bô này Thái, bô này là bô Thái nha em ơi. Bô này là bô Thái. Đó cực kỳ đẹp. Bao keng luôn. Rồi cái bô này quá đẹp luôn anh em ơi. Rồi 600 bao ship nha anh em ơi. 600 bao ship cái bô file là 2 nha anh em ơi. Gắn thử cọp chạy nha anh em. Bao tiếng zin luôn, bao tiếng zin luôn. Rồi cặp cầu luôn, cặp cầm luôn. Cặp cầm nha anh em ơi. Cặp thằng 202. Đó giống như Thái 110 vậy anh em ơi. Nó chữ start nè, còn nguyên si đầy đủ nè. Nó start. Rồi cái chốt này nó hơi gãy rồi. Đó như hình. Rồi chữ H còn luôn nè, dấu chấm luôn, y như Thái 110 nha em ơi, y Thái 110 nha, nút cái E còn nguyên đỏ lọ luôn nè. Đó, chữ H chữ dấu chấm còn đầy đủ luôn nè. Đây hơi ba xíu nè, nút bao đỏ nha em. Nút bao đỏ nha, nút bao đỏ luôn. Đó, chà ra bao đỏ luôn nè. Bao đỏ bao đẹp luôn. Để lâu không chạy nó phấn, chà cái đạo đỏ liền em ơi. Để lâu không chạy nó hơi phấn. Đó, chà ra đạo đỏ lọm đẹp liền. Đó, hoạt động bình thường hết. Hoạt động hết nha, dây cọ là không cắt nối nha em ơi, không có nối nha. Ở đây người ta rút ra người ta làm câu cái gì không biết nè, về cắm dây lại thôi. Đó, rắc còn nguyên nha, bao chưa cắt nối nha anh em. Dây cọ là mềm xèo nha anh em. Có luôn cái cọc này luôn. Đó, bao đều nè, ốc tá. Rồi nút đề zin luôn, nút đề zin chưa thay luôn. Nút đề còn zin luôn, nút đề zin chưa thay luôn nha anh em, nút đề zin luôn. Nút đề zin luôn chưa thay luôn. Đó, chữ start nè, giống như Thái 110 nè. Đó, cái này là giống như Thái 110 y chang Thái 110 nha anh em. Hai hai giống Thái 110 y chang nha. Đó, như hình luôn, gắn Thái 110 hết bài luôn. Rồi cặp cầm này là 350 bao ship nha anh ơi. 350 bao ship nha anh em. Rồi cặp các chân nhôm như hình, như sao. Đó, như hình nè, thẳng băng luôn. Rồi cao su zin luôn nè, cao su zin keng luôn. Cao su này zin keng luôn. Đó, như hình nè, zin keng luôn nha anh em. Zin keng luôn nha. Rồi, không lỏng luôn. Lỏ vào bao đẹp luôn nè, không phòng dịch phòng gà luôn. Đó, như hình nè. Đó, cao su này lâu quá nó hơi bị teo xíu, anh em về chia miếng lông đàn hoặc miếng mũ vô đây thì mọi người bao ngon liền. Đó, như hình. Cao su này zin nè. Có cái này zin nha anh em. Về thay cao su lâu quá tét thôi. Về lấy cao su, lấy lại cái đế. Lấy lại cái cốt thay cao su thôi. Đó như hình, cao su nó lâu nó tét nó hơi yếu. Ở đây còn ok nè, nó không lỏng luôn nè. Rồi như hình nha, bao zin bao keng luôn, hai bát nè, hai bát là cực kỳ đẹp nha. Đây còn nguyên cái chốt luôn nè. Đó như hình, này nó quá đẹp rồi. Hai đồng để bao ship cho em cái cặp các kim nhôm Alpha 202 luôn. Rồi cái gác máy luôn. Gác máy Alpha nè, bao cọp nha anh ơi. Chân chống zin còn luôn nha, chân chống ngang còn luôn nè, zin luôn. Ở đây có hàng đít nè, người ta hàng đít người nói được đít kêu nè. Đó như hình nha. Hàng vô là bao đẹp luôn nè, còn khá đẹp nha anh em. Chân chống zin luôn nha, chân chống zin luôn nè. Rồi ở đây là gác máy nè, bao tới giờ này chưa hàng chưa gì luôn, sơn zin còn đẹp lan can luôn, hai cao su zin Thái Lan luôn. Đó như hình nè, này lâu lắm mới được một cái nhưng mà gắn sơn Alpha hết bài nha anh em, thường thường nó gãy hết rồi hoặc là xấu rồi. Này là chân chống zin luôn nè, chân chống zin luôn, gác máy đầu zin luôn, chưa đụng chạm luôn. Đó như hình gắn Alpha là hết bài luôn, cực kỳ đẹp luôn, gắn xe cọp luôn. Rồi 200 bao ship cho em cái gác máy Alpha 202 luôn, cực kỳ đẹp nha anh em. Rồi vô đàn Alpha, đó như hình ốc số 8 luôn, ốc số 8 luôn, Alpha luôn, ốc số 8 luôn.
đó như hình. Rồi 150 bao ship nha anh em ơi, 150 bao ship nha anh em, không lỏng nha. Ok như hình, mặt sơn còn mặt xi còn quá đẹp luôn. Đó như hình. 150 bao ship cho em gác máy anh lỏng cái vỏ đạp anh pha luôn, 2x2 luôn, 150 bao ship luôn. Rồi cái ghi đông anh pha 2x2, bao em mà thắng nhẹ nhàng nha. Dây cầu là thắng cái nhẹ nhàng luôn, thắng cái dính, thắng dính luôn. Đó như hình, tay gì dính hết luôn nè. Không lỏng luôn. Đó răng cổ là bao đẹp luôn. Đó đây đầy đủ gùn nha, gùn zin đẹp len keng luôn. Rồi như hình ốc tán nè, chấm sơn rồi, 2x2 nè, đát 26 tháng mấy năm 2x2 nè. 2x2 nè. Ốc tán nè, sò khỉ là bao đẹp bao keng luôn, sò khỉ nè. Sò khỉ đẹp như mới luôn, như vàng 4 số 8 nè, 49 nha. Đó, dây có dây thắng nha. Rồi, tay thắng zin luôn, cùm zin luôn. Gù zin luôn, sơn đẹp len keng luôn. Đó như hình nè. Gắn là chạy thôi, bao keng bao cọp luôn. Đó như hình. 300 bao ship cho anh em luôn à. 300 bao ship cái tay. Cái dây đồng alpha 2x2 nha. Rồi cặp nhúng trước với cặp chân cái chân 3. Chân 3 là bao keng bao kẹp, bài đẹp nha em ơi. Chén trên là không băm nha anh em. Chén trên là không băm nha. Ốc tán đẹp len keng nha. Ốc tán còn đẹp nè. Đó, ốc tán đẹp luôn nè. Rồi, ốc tán này đây là chưa mở luôn nè. Ốc tán này chưa dấu mở luôn. À, chưa thấy dấu mở em ơi, như chưa thấy dấu mở luôn. Đó, còn chấm sơn luôn nè. Chân 3 đẹp bao đẹp luôn. Phùng thì có cây xì cây không nha. Cây này không xì nè, không xì nó hơi xét nè. Trên đây thôi, phùng chúng tới đây thôi nè em ơi. Trên đây là phùng phủ không tới nha. Còn trên đây thì nó có xì nên nó không có xét. Đó, một cây có xì bên nha em ơi. Mộc mã còn nguyên nè, là đời 2x2 nè. Mộc mã nguyên nè, đời 2x2 nè. Đó, đời 2x2 nè. Đây là 2x2 nè. Đó, 2x2 nè. Rồi sơn zin còn ok luôn, như hình luôn. Bao ngon bao thẳng bao nhúng bao xài luôn, có xì một cây, nhúng bao ngon bao phê luôn. Đó, hai đúng là 2x2 nha. Rồi cặp này bán em nè. Rồi 5 đồng đổ bao ship nha anh ơi. 5 đồng đổ ship alpha 2x2 nha. Rồi như hình. Rồi mua lẻ cái cán 3 alpha 2x2 thì là 2,5 nha. Rồi cặp phục thì 3, cặp phục thì 300. Đó như hình, bán combo thì 500. Rồi anh em mua cái gì mua em ơi. Ấy lậu lắm ơi, là viên cái vậy là 5,5 nha em ơi. Vậy là 5,5 nha. Đó như hình, chẳng 3 thì 2,5, phục thì 3,5. Đó như hình. Rồi mua combo thì 5,5 chứ lộn. Rồi cái Yên Alpha này không biết đợi 99, không biết đợi nào luôn. Đợi 99 nè. Này qua tháng 100 hay sao, 210 sao không biết nữa. Đó đợi 99 nha em ơi, coi hồi bán đế đi. Rồi da này có bọc ra rồi nha em ơi. Đế này còn ok nha. Này còn ok như hình. Rồi bán em về lấy đế làm gì làm thôi. Bao đẹp không lỗi lầm gì luôn nè. Này là nguyên si nè. Con su đầy đủ luôn, không lỗi lầm. Cái này còn nguyên nè, còn dàn khè luôn nè. Rồi bán 200 bao ship nha em ơi. Anh em về lập lại xài nha. Yên hơi rách ra trên. Con nồi này bị trĩ sao lủng lỗ ngay đít luôn nè. Rồi như hình nha, bán em về lập lại xài. 200 bao ship cho em cái yên thôi. Yên này 99 mới biết đời nào luôn. Anh pha này là quay thái 110 hay là anh pha vẫn biết nè. Sau hai cái áo phục thì là 2000 mà áo 2x2 mà bình xăng con thì 2x1. Còn cái này thì 99, nó như hình, coi như bán đại đi, 200 bao ship thôi. Rồi cái bình Đồng Nai em ơi, rồi Đồng Nai nha. Rồi bán em là còn mới khá mới đâu ơi. Nó như hình nha. Rồi 150 bao ship thôi. Đó bảo hành em 10 ngày em ơi. Bảo hành 10 ngày nha, bình Đồng Nai. Đó bình xài bình cho rim quay. Nó bình cao Sirius bình xăng. Rồi 150 bao ship luôn. Rồi ba bóng nhựa đen, nó như hình nè, còn chị còn nguyên luôn. Nó như hình không lỗi lầm gì luôn ơi. Rồi đúng là 2x2 nha anh em. Đúng rồi 2x2 nha. Rồi 2x2 đây là 2x2 đây nè. Rồi mũi tên là 2x2 nè. Đó, tháng 3 năm 2x2. Rồi tháng 3 năm 2x2 nha anh em. Rồi 2x2 nè, tháng 3 năm 2x2. Đó, tem bảo nguyên si nha. Tem bảo nguyên si không lỗi lầm luôn. Và ba bóng hai bóng nhựa đen luôn. Ba bóng nhựa đen cho lọc cái lót sườn nè. Lót sườn nha anh em, lót sườn đúng rồi 2x2 nha. Đó, 2x2. Còn ok đẹp long lanh luôn, không lỗ lầm, không cả, không móc méo luôn. Rồi cái hộp đồ nghề luôn. Hộp đồ nghề còn đẹp lăng keng luôn, xịt đen mờ đen mung luôn. Đó, đầy đủ 2x2 nè, đắt 2x2 nè. Như hình. Rồi bán kèm theo cái tay sách luôn. Đó, cái tay sách luôn. Sách 2x2 luôn. Đó, như hình còn khá keng luôn. Bao zin bao xài luôn, khá keng luôn mày. Này là khá keng nha mày, đúng rồi 2x2 nha, còn cứng khừ luôn. Rồi cái tay sách với cái bộ nhựa đen. Rồi bốn món nha đây. 4 món là 250 bao ship nha anh em. 4 món 250 bao ship nha. Rồi anh em cần gì liên hệ với mình rồi xin chào nha anh em.